và ông đang tắt ba cháu này và tắt đây là cái sà lôn với nghe của bạc liêu nghe vị đây là lựa chọn thứ ba nghe vị mà chờ hơi lâu thì cái máy thì chưa bị kẹt nên không thể quay được tập khúc xuất phát của đoạn dây này nha, người thông cảm nha. Quả nhất là lui về cầm dây á, chạy lên gọi lui về cầm dây. Ủa hai ghe này ghe thế nào em? Dạ. Hai ghe đang tới nè. Lậu mới với là lậu mới bắt cái dầu. Không phải lậu mới với cùi ghe. Cùi ghe. Cùi ghe. Ghe bắt cái dầu bên đây nè, với tung lúc hai bên kia ghe lắc. À. Đúng rồi, mua dê bên kia kìa. Mua dê bên kia. Lậu mới vậy. Lậu mới vào mua dê. Rồi xuất phát. Họ cái kia lui về nữa. Đó lui về nữa đó. Phải nắm dây không cho đi. Rồi kêu người ta cầm dây mới vừa đụng vô cầm dây cái ổng thổi cái đi rồi.
chớp bằng cái cháp hả? Cái bãi đi trước rồi. Chắc nhanh lắm mà. Chiếc bên kia là chiếc gì em? Bên đây là Muji 2 nè, phải không? Yeah, Muji 2. Con số ghe biết, con số ghe không không nhìn không rõ không biết. Vàng. Lan ăn rồi, chịu nổi lan.
mà anh thấy nước bên đây nó lên á. Nó mới nó chút xíu hết sức rồi. À, điểm xuất phát không có người đổi. Điểm xuất phát là gì đó. Ủa sao ấm dữ vậy? Không ấm vậy sao xuất phát? Không ai dữ luôn. Tôi về cầm dây, không có cầm dây là không cho chạy. Giờ này quá nóng, bơi mấy vòng các vận động viên cũng thấm mệt đấy vị. Thank you.
chùa Phono Công Hóa. Cuối cùng của vòng đôi thi đấu thứ ba nha quý vị, tung đúc một bên phía bên sông nha quý vị. Bây giờ hai ghe đang xuất phát nha quý vị. Vừa đi là cũng kết thúc dòng thi đấu thứ ba nha quý vị. Đây là điểm xuất phát của dòng thi đấu thứ ba Thuyền Dương ghi lại nha.